Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái bí quyết mà muối dưa dưa bắp cải giòn thơm thì chúng ta đừng bao giờ bỏ cái thứ này vào ha các bạn. Cách muối dưa cải vô cùng đơn giản, dễ làm và rất là nhanh, nhưng cần có một cái bí quyết để mà đưa bắp cải không bị khú hay là nhớt. Dưa bắp cải muối có vị chua dịu, giòn ngọt mát và thơm mùi tỏi rau răm, là món ăn kèm rất là tuyệt vời trong bữa cơm hàng ngày. Món ăn nhanh, thanh đạm này sẽ giúp xua tan đi sự ngán ngẩm với nhiều đồ ăn dầu mỡ trong những ngày mùa đông, và đặc biệt là những bữa tiệc tùng cuối năm hay là dịp lễ Tết. Thì chúng ta nguyên liệu mà muối dưa cải cần chuẩn bị gồm có một cây cây cải bắp, một củ cà rốt, một mớ rau răm, hành khô, gừng, đường, muối trắng, nước và cần đước. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ lấy bắp cải rửa sạch và thái sợi nhỏ. Sau đó dùng cà rốt gọt vỏ thái sợi. Rau răm rửa sạch cắt khúc khoảng 1 cm. Hành khô bóc vỏ cắt lát. Gừng cạo vỏ cắt lát. Cần nước rửa sạch, nhợt lá rồi cắt khúc khoảng 5 cm. Các nguyên liệu trên sau khi cắt rửa sạch thì chúng ta ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút rồi để ráo. Chuẩn bị một nồi nước ấm, cho vào khoảng 2 thìa muối và 1 thìa đường. Các bạn nên chú ý phải cho muối trắng, không dùng bột canh thay thế. Nếu không thì bắp cải muối sẽ khú, không được giòn ngon nữa. Ở đây mình dùng muối nha các bạn, chứ mình không có dùng cái bột canh hay là bột ngọt có để thay thế đó các bạn. Khi mà chúng ta nếm thấy cái nước có hơi vị hơi hơi mặn là được. Và nếu muốn nhanh được ăn hơn nữa thì chúng ta có thể thay thế đường bằng giấm gạo thì nó sẽ nhanh hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào cái nồi nước muối đường, dùng tay đảo đều rồi cho vào bình. Nên dùng một chiếc thìa nhỏ hay thứ gì đó cố định để rao luôn ở dưới mực nước. Có nghĩa là chúng ta sẽ đè chắn xuống để không rao không có nhô lên và lúc nào cũng rao nằm ở dưới mặt nước hết nha các bạn. Đợi khoảng một ngày thì chúng ta có thể dùng được, và dưa bắp cải ăn kèm với thịt luộc, thịt quay, cơm rang hay đơn giản chỉ chấm nước mắm thôi cũng rất là ngon. Chúc các bạn thành công khi mà muối dưa bắp cải nha.